Rất tuyệt vời, như vậy là mỗi cặp đã nhận được một viên ngọc từ MC của chương trình. Sau khi có tiếng nhạc trỗi lên, các chị sẽ lần lượt mở viên ngọc này ra và hãy cho viên ngọc này nó đi từ vị trí mấy chị mình muốn từ vị trí nào? Chính xác, từ vị trí của cái ống quần này sang cái ống bên kia. Nhưng lưu ý chị đi mặt tiền, không đi mặt hậu. Nhà có điều kiện chơi nhà mặt tiền, không chơi mặt hậu. Lưu ý nhà mặt tiền, tuy nhiên chúng tôi cho được quyền luồn lách trong hẻm thoải mái, nhưng mà viên ngọc đi tới đâu cái tay phải đi tới đó, không được để nó rơi tự do. Thí dụ viên ngọc không được để từ đây rơi xuống, cái tay phải đi theo, cái tay của người nữ phải đi theo phía sau. Xin mời các chàng trai hai tay cho ra phía sau gái, cho ra phía sau gái. Từ giờ phút này trở đi không được để tay ở vị trí khác. Và xin lưu ý, xin mời ba người nữ của chúng tôi, ba cô gái con chú tiên, hãy mở viên ngọc ra cho mọi người thấy. Hãy mở viên ngọc ra cho mọi người thấy. Chúng tôi gửi viên ngọc rất là xanh, cho nên là trong quá trình di chuyển tuyệt đối không để viên ngọc của chúng tôi bị đem màu. Tí xíu đem ra mà nó héo queo, nó màu vàng là chúng tôi không chịu trách nhiệm. Và xin lưu ý, chỉ lấy ra một viên, chúng tôi không yêu cầu viên thứ hai. Xin lưu ý, chỉ một viên duy nhất như cũ thôi. Và chúng ta sẽ đi hai lần. Đi từ vị trí bên tay trái qua bên tay phải, bên trái qua bên phải, xong đi ngược lại bên phải qua bên trái là kết thúc một vòng tuần hoàn. Cặp đó sẽ đăng quang là cặp đôi hoàn hảo, và người nữ sẽ được công nhận là bằng tay vàng của đại gia đình sự nghiệp hồn tại biển và công tác làm việc Show Petro 2016. Trọng thành đồng nhiệt của tất cả quý vị, chân thành cảm ơn rất là nhiều, và xin mời âm nhạc chuẩn bị. Một cái ba sân chân mà chân trái qua chân phải, đúng rồi, rất là tuyệt vời. Ở trong đi bên trong cơ, đi bên trong cái ống quần cơ, đi bên trong cơ. Xin chân thành cảm ơn các nhà, xin chân thành cảm ơn các nhà. Cái đó chúng tôi thử nháp thôi, sẽ nháp thôi. Xin mời lấy viên ngọc ra. Không được hỗ trợ, không hỗ trợ. Thằng Việt Nam bên kia không hỗ trợ. Chàng trai đưa hai tay về lại phía sau, đưa hai cái tay về lại phía sau. Cái này là nháp thôi nha. Xin mời các chàng trai quay ra về phía mặt tiền hết, bên phải quay. Đó, quay về phía khán giả hết. Xin mời các chị nữ đứng ở phía bên phải của các anh. Đấy, anh quay về phía mặt tiền, quay về phía mặt tiền, bên đây. Nhà có được từ kiện mà. Ok, các chị nữ, được rồi ha. Khi nào mà có nhạc trỗi lên, các anh đứng yên tại chỗ, không được di chuyển. Các chị sẽ bắt đầu đi từ chân trái qua chân phải, đi bên trong, không đi bên ngoài nha. Vẫn là thể lệ như cũ, có một trắng tay của tất cả quý vị. Rất tuyệt vời, action nhớ. Thank you.
sát thấy ba cặp đôi chúng tôi thi đấu rồi, xin mời mình tiến về phía trước một bước nè. Và xin mời Dơ Viên Ngọc lên, Dơ Viên Ngọc lên để chúng tôi bắt đầu đi kiểm. Cho xin cái khăn giấy mời coi cái gì nó ướt ướt đây nè, trả đó bà kìa quá. Xin mời chúng ta kiểm tra Viên Ngọc đây. Gì có cộng gì thì mà có cộng đen đen mà nó quăng quăng đây gì cô nó hảo. Anh kiểm tra lại coi có mất không. Và cái trái cuối cùng mà chúng tôi thấy nó đã bị hoàn hết nửa rồi, phải nói cực kỳ dã man. Và sau đây sẽ là số điểm bầu chọn của tất cả quý vị ban giám khảo bên dưới. Đây là cặp đôi số 1, số 2 và số 3. Ai bầu chọn cho cặp nào vui lòng vỗ tay cho cặp đó để có cơ hội nhận những phần quà cuối cùng của chương trình. Đầu tiên ai bầu chọn cho cặp đôi số 1, vỗ tay. Xin chúc mừng được 6 điểm. Về nhà tối nay tập lại 3 cử nghe. Ai bầu chọn cho cặp số 2, vỗ tay. Rất tuyệt vời, cao hơn tí xíu được 7 điểm rưỡi. Có lẽ là tập cái cử 12 giờ mà quên cử 4 giờ. Và cuối cùng ai bầu chọn cho cặp đôi số 3, xin mời vỗ tay. Rất là tuyệt vời. Và xin mời ban tổ chức, ai đang sắp xếp cơ cấu phòng vui lòng đổi ngay cái phòng này giùm ban tổ chức chúng tôi. Tối nay về cặp này sẽ nhận chung một phòng. Tại vì cái thao tác này, điều đó đã minh chứng rằng cái này mình đã tập đi tập lại rất là thường xuyên và rất là xứng đáng để nhận được điều đó, đúng không quý vị? Nhớ đúng cổ tài. Tối nay đổi phòng anh Mão chị Phượng nha. Như vậy chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai cặp còn lại nhà đã tham gia chương trình và xin mời trở về lại vị trí cũ. Chúng tôi xin gửi tặng phần quà cho cặp đôi hoàn hảo của đại gia đình. Xin nghe vòng tay biểu của công tác tạm biệt Sumido và công nhận giải bàn tay vàng của đại gia đình đã thuộc về Miss Phương. Rất tuyệt vời, xin chân thành cảm ơn và xin mời anh chị trở về lại vị trí cũ. Em gửi tặng anh cái cặp cái đó gì em ngửa oxy già đó. Và kính thưa tất cả quý anh chị mình thân mến, như vậy sau phần thi cặp đôi hoàn hảo của đại gia đình sự nghiệp bằng tay biển và công tác làm việc show metro vừa rồi, chúng ta đã tìm được bàn tay vàng. Như vậy trong phần gala của tối ngày hôm nay chúng ta được tìm được bàn tay vàng nè để giữ sức mạnh nè. Dạ, còn như là cặp đôi hoàn cảnh đó mà đã có danh hiệu hết rồi. Và với những điều đầu tiên vừa nói, chúng ta cũng xin phép được khép lại chương trình gala buổi tối ngày hôm nay. Thay mặt cho đơn vị tổ chức công ty du lịch VN Travel, chúng ta chân thành cảm ơn trước